Hey, mọi cảm ơn mọi người đến với kênh giải trí 5 phút TV. Lại là Hào đây. Và hôm nay thì Hào sẽ review cho mọi người một cặp nước hoa đến từ nhà Issey Miyake ha. Thì thú thật mọi người thì dạo này Hào cũng có làm campaign với lại bên hãng cũng khá là nhiều, nên thương hiệu này xuất hiện cũng khá là nhiều với tần suất khá là cao. Nhưng mà càng tiếp cận nhiều hơn thì Hào cũng thấy ở thương hiệu này cũng có nhiều cái hay, nói chung là nhiều cái để mà mình Hào muốn chia sẻ với mọi người. Thì cặp đôi Hào muốn nói tới ở đây ha, đó chính là cặp đôi có tên là Ojob DC, và em này sẽ là bản gốc ha, tên là Ojob DC, và em này sẽ là Ojob DC phiên bản Audible Film Fresh. Nên tới cục điện thoại, let's go. Ban đầu thì cái plan của Hào đó là Hào review lẻ cái chai ở Drop DC này thôi. Nhưng mà thú thật cho mọi người đó là cái mùi hương của em này họ thấy nó thật sự thì nó cũng giống như bao nhiêu cái chai khác của nhà Issey Miyake đó, đó chính là mùi hương rất là đơn giản. Thật sự là mùi hương nó cực kỳ là tố giả luôn. Mình ngửi vào mình sẽ thấy một cái điểm đặc trưng duy nhất đó chính là mùi thủy sinh nè. Phụ nữ thì nó sẽ mùi floral nhiều hơn, có nhiều hương hoa hơn nè. Thì bây giờ họ sẽ đọc thử, họ bắt đầu với cái chai này trước nha. Thì họ thấy là có sữa hạnh nhân nè, có hương hoa lilac, hương hoa hồng, hoa hồi. Cái base mình sẽ có là musk, và nói chung quy lại thì mùi hương em này nó sẽ lên mùi nhài. Mùi nhài sẽ là mùi chủ đạo, với là mùi hoa cam, đó là hai mùi hoa trắng chủ đạo ha. Và ngoài ra thì sẽ có thêm cái mùi nó hơi phấn, nó hơi gọi là creamy, nó hơi bé bé một tí. Thì mùi hương nó chỉ dừng ở đó thôi. Nói chung là nó không nhiều có quá gọi là gì xuất chúng, nói chung là mới lạ lắm ha. Thì nó chỉ dừng ở mức gọi là nịnh mũi, dễ dùng và nó nữ tính vậy thôi. Thì ban đầu xịt ra thì thấy khá là dễ chịu, nó dậy lên mùi phấn rất là rõ, nhưng mà lúc sau nó sẽ dậy mùi lên rất là nhiều luôn, tỏ mùi khá là mạnh luôn á. Trong tầm đâu khoảng đó là 15 cho tới 20 phút đầu thì thấy nó tỏ mùi khá là tốt. Nói chung là chấm điểm thì họ sẽ cho tầm khoảng là 6.5 cho tới, nói chung là 6 điểm cho tới 6.5 ha về phần mùi hương. Khi mà chúng ta so sánh với em đó là ở Drop DC á, thì qua em này thì Hào rất là bất ngờ, nói chung là thấy ấn tượng hơn khác hẳn luôn so với em này. Bởi vì mùi hương của em này như cái màu xanh mọi người cũng thấy ha, thì em này là cái điểm nổi trội của nó, và cái điểm signature sẽ là mùi thủy sinh ha. Thì ngoài ra nó sẽ có kèm thêm một vài hương hoa floral nữa, nhưng mà nó sẽ không có chủ đạo. Thì qua em này thì họ thấy nó sẽ phù hợp với lại gọi là nước hoa unisex nhiều hơn, nhưng mà cái em của bản gốc màu trắng thì nó sẽ rất là thuần women, còn em này thì họ thấy nhãn là women nhưng mà nó sẽ rất là unisex. Và mùi hương em này thì họ thấy nó bám tỏa, khi mà tỏa mùi thì nó sẽ không bằng so với cái là bản gốc màu trắng, nhưng mà mùi hương em này lưu cái độ lưu mùi thì nó cũng khá là gọi là sao ta, nó khá là ổn. Nó vẫn còn giữ trong cái trạng thái này là skin scent trong một cái thời gian tầm khoảng được cũng phải từ 2 cho đến 3 tiếng. Thì nó riêng những chai mùi mát thôi, giống như mình có chai Oxidor hoặc là Magnolia, hoặc là những cái bản gốc như là Pure Homme và bản Lodici Pure Homme chẳng hạn, thì thấy nó màu bay lắm, nó thẳng là nó bám tỏa chán lắm luôn á. Nói về riêng về cái phần packaging và phần bao bì á thì chắc chắn Hào nghĩ là mọi người nhìn vào cái packaging, nói chung là cái thiết kế này mọi người cũng biết ngay, không cần phải nói thôi, thì Hào chắc chắn luôn đó chính là chai Bulgari Aqua. Nói chung nhìn rất là giống luôn. Nhưng mà em này thì nói chung đồ bấm và nói chung là xịt ra thì thấy nó cũng khá là ổn. Và nói chung phần vòng packaging thì họ sẽ cho em nó có lẽ là 7 trên 10 điểm, 7 trên 10 điểm. Nói chung là nhìn cái bảng màu xanh nó sẽ đẹp hơn bảng màu trắng nha. Còn ban nãy thì cho em này là 6 cho đến 6.5 trên 10 điểm vào phần mùi hương thôi, còn riêng em này thì có lẽ sẽ nhỉnh hơn một tí, nói chung là 6.75. và hai mùi hương em này thì như Hào nói thì khi mà Hào review thì Hào ngửi và Hào trải nghiệm theo cái cảm nhận của riêng Hào thì Hào thấy nó bình thường, nó chán, nó không thực sự quá gọi là xuất sắc. Nhưng mà khi mà chẳng hạn như các ai mà đi trong văn phòng của Hào, chẳng hạn như sáng nay có một bạn xin xịt ké cái mùi này, thì Hào ngửi được cái mùi này từ đằng xa với một cái gọi là một cái vị trí của người thứ ba á, của một chiếc người thứ ba, mình ngửi được cái mùi hương đó từ xa thì họ thấy nó khá là thơm, và nó thấy là nịnh mũi thì họ vẫn thích chứ không phải là không thích nha. Cho nên mùi hương em này thì họ nghĩ sẽ phù hợp đối với những cái bạn nào mà mới bắt đầu sử dụng nước hoa á, nói chung là còn newbie và chưa biết mùi dùng mùi gì, có thể thích mùi hoa nhẹ nhàng không quá gọi là bị bánh bèo ố về á, thì có thể thử qua. Thì mình nói về độ ứng dụng á, thì chắc chắn em này sẽ có độ ứng dụng cao hơn, bởi vì họ thấy như mọi người cũng biết ha, thì nó có tông mùi là aqua mùi fresh, thì nó sẽ dùng được cho cả mùa hè luôn. Và mùi hương em này á, thì họ nghĩ nó sẽ phù hợp vào mùa xuân hoặc là mùa thu, nói chung là mát mát một xíu, bởi vì nó hơi bị thiếu đồ ngọt, để mà có thể sử dụng vào mùa đông nè. Cho nên mùa đông thì nó sẽ hơi nhẹ một tí ha. Nói về thời trang để mà ứng dụng á, thì thấy cả hai em luôn đi phối chung với là những cái bộ đồ, nói chung là gần như là tất cả mọi thứ, từ những trang phục casual, quần jeans, áo thun, cho tới những cái đầm xòe bong bong, nói chung là bong bong nhí nhảnh, cute, hộp me. Nhưng mà còn riêng những cái trang phục gọi là sexy mà cũng như là táo bạo và cũng như là bad girl đồ, mấy những cái trang phục bad girl thì họ nghĩ nó sẽ không hợp ha, bởi vì nó đang giữ một cái hình tượng đó là thuần khiết nè, nữ tính và trong trẻo. Ok, và vừa rồi là cảm nghĩ của Hào về hai chai nước hoa của nhà Issey Miyake có tên là Ojob DC và Ojob DC Eau de Parfum Fresh ha. Thì những bạn nào quan tâm đến hai sản phẩm này thì mọi người biết là để phần description ở đâu. À lộn, ý là link sản phẩm ở bên dưới phần description nha. Và mọi người hãy đừng quên like và subscribe đến kênh giải trí 5 Phút TV để được đón xem những video lần sau. Và đây là Hà Gaga. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye.